Kim Thảo mến chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi livestream Quảng Gánh Lo Âu cùng Long Châu Vui Khỏe. Chương trình được phát sóng trên fanpage của nhà thuốc FPT Long Châu. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của đông đảo quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị, với mong muốn là được lan tỏa những thông tin y tế chính thống đến với đông đảo người dân Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, FPT Long Châu luôn mong muốn thực hiện các chương trình tư vấn sức khỏe với sự tham gia của các chuyên gia y tế, các bác sĩ đầu ngành nhằm giúp cho người dân chúng ta có thể chủ động hơn trong việc phòng ngừa và kiểm soát tốt bệnh lý của mình, từ đó thì nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống. Quảng Gánh Lo Âu cùng Long Châu Vui Khỏe là chuỗi chương trình được thực hiện dưới hình thức là tương tác trực tuyến, nơi mà quý vị khán giả có thể trực tiếp tương tác với bác sĩ của chương trình bằng cách là gửi câu hỏi về cho chương trình ngay dưới phần bình luận của livestream này. Hoặc cách khác là quý vị có thể nhắn tin qua hệ thống tài khoản Zalo chính thức của nhà thuốc FPT Long Châu hoặc là hotline miễn cước 1800 6928 để được giải đáp những băn khoăn thắc mắc của mình. Và chúng tôi, những người làm chương trình, rất hy vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của quý vị để chúng ta có thể thật sự quẳng gánh âu lo về bệnh tật, từ đó thì có thể an tâm hướng tới một cuộc sống vui, khỏe, có ích. Và quý vị thân mến, tăng huyết áp là một bệnh phổ biến trên toàn cầu với hơn 1,6 tỷ người mắc và ngày một tăng lên. Tỷ lệ kiểm soát bệnh chưa cao và đây là một chứng bệnh nguy hiểm và có tính chất lâu dài nên việc phòng ngừa hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy là nhiều trường hợp chỉ phát hiện là tăng huyết áp lúc biến chứng đã xảy ra, để lại di chứng nặng nề đến sức khỏe của người bệnh. Nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng, xã hội về gánh nặng bệnh tật và các biện pháp hiệu quả phòng chống tăng huyết áp và bệnh tim mạch, từ năm 2005, Hội Tăng Huyết Áp Quốc tế kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định lấy ngày 17 tháng 5 hàng năm là ngày tăng huyết áp thế giới. Tại Việt Nam, chương trình này cũng được hưởng ứng mạnh mẽ với tên gọi là Tháng 5 Đo Huyết Áp, được phát động hàng năm nhằm hưởng ứng chương trình phòng chống tăng huyết áp của Hội Tăng Huyết Áp Thế giới và Liên đoàn Tim Mạch Thế giới. Mục tiêu chính của chương trình tầm soát huyết áp toàn dân là tăng cường nhận thức của toàn dân về việc theo dõi chỉ số huyết áp cho bản thân, tạo sự chuyển biến hành động, theo dõi dự phòng và điều trị huyết áp đúng đắn, tư vấn các tai biến do huyết áp gây ra, góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt trong thời kỳ hậu Covid-19. Chương trình đến nay thì đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều quý bà con cô bác, bệnh nhân cũng như là những người nhà bệnh nhân, góp phần nâng cao được kiến thức cho người dân về nguyên nhân dự phòng biến chứng của bệnh tăng huyết áp và tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị bệnh tăng huyết áp. Và đứng sau thành công của chương trình Tháng 5 Đo Huyết Áp chính là giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Tăng Huyết Áp Việt Nam. Và ngày hôm nay thì giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh cũng có mặt tại chương trình để một lần nữa giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin kiến thức hơn về căn bệnh tăng huyết áp với chủ đề Hiểu đúng để phòng chống tăng huyết áp. Và đặc biệt trong buổi livestream ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh sẽ hướng dẫn quý vị khán giả đang theo dõi livestream cách đo huyết áp đúng cách bằng máy huyết áp điện tử để người dân có thể thường xuyên theo dõi huyết áp tại nhà. Từ đó thì có thể theo dõi và kiểm soát huyết áp của mình tốt hơn. Và Kim Thảo xin được chào giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh đã tham dự buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào cô Kim Thảo và quý vị đang theo dõi chương trình. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh là một trong những vị bác sĩ chuyên ngành tim mạch nổi tiếng tại Việt Nam. Với hơn 43 năm kinh nghiệm trong nghề, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh đã có nhiều sáng kiến, giải pháp khoa học được ứng dụng hiệu quả trong công tác khám và điều trị bệnh tim mạch tại nhiều bệnh viện. Vì sức khỏe của bệnh nhân đã thôi thúc ông nghiên cứu trên chục công trình khoa học từ cấp tỉnh, cấp bộ và cấp nhà nước. Trong đó có nhiều đề tài trong nước được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu người bệnh như tác dụng hạ huyết áp của ca bạch hạc trên thực nghiệm và lâm sàng, nhận xét điều trị tai biến mạch máu não ở bệnh nhân tăng huyết áp tại Huế, dịch tễ học tai biến mạch máu não tại Huế và vùng phụ cận, tình hình bệnh tim mạch và tăng huyết áp tại Huế, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp. Với vai trò của một người thầy thuốc, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khi được giáo sư trực tiếp điều trị. Mỗi lần khám điều trị người bệnh, ông luôn tạo cho họ cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, an tâm. Đồng hành chuyên môn thầy thuốc, giáo sư Minh còn là người thầy của hàng chục thế hệ y khoa. Giáo sư tâm niệm rằng, muốn dạy học trò trở thành bác sĩ giỏi, không chỉ bằng lý thuyết suông mà còn bằng những bài học thực tế của nghề y. Muốn vậy, người thầy giáo còn phải là người bác sĩ giỏi. Đến nay,
giáo sư đã đào tạo và hướng dẫn cho rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ chuyên ngành tim mạch cho miền Trung, Tây Nguyên và cả miền Nam. Với những cống hiến của mình, năm 2009, ông được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận học hàm giáo sư. Với những nỗ lực không ngừng và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế ở nhiều trường y trên cả nước, năm 2012, giáo sư Huỳnh Văn Minh đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân. Hiện tại, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam với mong muốn phục vụ chăm sóc sức khỏe tim mạch cho nhân dân và bệnh nhân trên khắp cả nước ngày một hoàn thiện hơn. Thưa quý vị, Kim Thảo xin được phép nhắc lại là với chủ đề hiểu đúng để phòng chống tăng huyết áp. Nếu quý vị khán giả quan tâm đến chủ đề này và có những băn khoăn thắc mắc cần giải đáp, hãy gửi đến chương trình thật nhiều những câu hỏi ngay bên dưới livestream này. Gọi điện đến hotline miễn cước là 1800 6928 hoặc là gửi câu hỏi qua hệ thống Zalo Official Account của nhà thuốc FPT Long Châu để được giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh giải đáp trực tiếp quý vị nhé. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có hai phần. Ở phần thứ nhất của chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức chung về tăng huyết áp cũng như là những nguy cơ của tăng huyết áp với những căn bệnh điển hình như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Từ đó thì thấy rõ vai trò của việc tầm soát huyết áp. Đồng thời thì giáo sư Huỳnh Văn Minh sẽ chia sẻ với chúng ta những câu chuyện thực tế về tăng huyết áp để chúng ta có thêm cái nhìn trực quan, sinh động và cụ thể hơn ở căn bệnh này. Và ở phần 2 của chương trình, giáo sư Huỳnh Văn Minh sẽ hướng dẫn chúng ta những cái tips đo huyết áp đúng thời điểm, đúng cách và cách đọc chỉ số một cách chính xác nhất. Bởi vậy thì Kim Thảo xin phép nhấn mạnh là không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được đối thoại trực tiếp với giáo sư Huỳnh Văn Minh như thế này đâu ạ. Và nên là Kim Thảo rất mong quý vị khán giả, đặc biệt là các bệnh nhân tăng huyết áp hoặc là những người đang có dấu hiệu nguy cơ mắc phải căn bệnh này, có thể nhanh tay gửi câu hỏi về chương trình để được giải đáp và tư vấn cụ thể. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị khán giả đến với phần 1 của chương trình Hiểu đúng để phòng chống tăng huyết áp. Dạ, thưa giáo sư, thì trước đây thì chúng ta được biết là tăng huyết áp là một bệnh lý của những người cao tuổi, có nghĩa là trên 65 tuổi. Tuy nhiên thì là hiện nay theo ghi nhận của nhiều bệnh viện thì số lượng người bệnh mà đến khám á, thì cái độ tuổi nó trẻ hóa hơn rất là nhiều và đến có nghĩa là đến khám về tăng huyết áp ngày cũng càng nhiều hơn. Vậy thì giáo sư có thể nào chia sẻ về tình trạng này như thế nào? Ngoài ra thì giáo sư có thể cung cấp một số dữ liệu là chúng ta có thể thấy được là tình trạng của người trẻ đến khám bệnh tăng huyết áp ở trên thế giới và cả Việt Nam được hay không ạ? Vâng, xin cảm ơn một câu hỏi cũng mang tính thời sự rất cao. Như chúng ta biết được cái quan niệm cũ của nhân dân của chúng ta hay suy nghĩ là bệnh tăng huyết áp là một cái bệnh dành cho những người lớn tuổi. Nhưng cái quan niệm đó và thực tế nó đã thay đổi. Những cái nghiên cứu gần đây cho thấy cái tỷ lệ những cái trường hợp bệnh nhân bị tăng huyết áp dưới 40 tuổi có xu hướng ngày càng cao. Chúng tôi có thể nêu ra một vài con số để quý vị cũng như là các đồng nghiệp chúng ta tham khảo. Tại trên thế giới hiện nay, thống kê của trên thế giới, cái tỷ lệ của tăng huyết áp mà người dưới 40 tuổi là chỉ 1/8. 1/8 có nghĩa là cứ 8 người mà dưới 40 tuổi thì có khả năng một người bị tăng huyết áp. Như vậy con số này cũng phải là ít. So với cái con số của tăng huyết áp mà những người lớn trên 18 tuổi nói chung á, coi như là toàn thể, thì cái tỷ lệ tần suất tăng huyết áp hiện nay là 1/3, như vậy là trên 30%. Ví dụ Việt Nam chúng ta là tần suất tăng huyết áp hiện nay cũng đã chiếm trên 30% rồi. Nếu 10 năm trước đây chúng ta chỉ có 25,4%, thì bây giờ những cái chương trình mà tầm soát tăng huyết áp gần đây chúng ta thấy là đã tăng cao. Chúng tôi có thể nêu một vài con số khác để quý đồng nghiệp tham khảo. Ở Hoa Kỳ á, thì như vậy, nếu lấy cái chỉ số huyết áp 130/80 là cái định nghĩa mới của Hoa Kỳ được chẩn đoán tăng huyết áp thay vì là 140/90, thì cái tăng huyết áp ở những người mà dưới 40 tuổi chiếm lên đến trên 20%. Về con số rất cao. Còn riêng tại Việt Nam chúng ta như thế nào? Qua chương trình cái tầm soát tăng huyết áp từ năm 2017 cho đến 2023, chúng ta tầm soát trong toàn quốc của chương trình tăng huyết áp MM như phần mở đầu của MC Kim Thảo đã giới thiệu, thì cái tần suất mà tăng huyết áp ở những người dưới 40 tuổi của Việt Nam chúng ta là chiếm tỷ lệ 10,4%. Đó là chúng ta lấy cái mốc là 140/90. Nếu chúng ta lấy con số là 130/80 chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rõ là tình hình tăng huyết áp hiện nay không phải chỉ dành riêng cho những người già lớn tuổi,
mà ngay cả những người trẻ tuổi cũng có thể là những cái ứng viên hoặc là có khả năng đã bị tăng áp nhưng mà đôi lúc không quan tâm hoặc là chúng ta chưa được phát hiện mà thôi. Dạ, thưa giáo sư, là cái việc mà trẻ hóa người bệnh tăng huyết áp cũng dẫn đến cái việc trẻ hóa những cái biến chứng gây ra. Vậy thì những cái biến chứng nào gây ra nếu như mà chúng ta không thể nào phát hiện sớm về tăng huyết áp cũng như là không điều trị kịp thời ạ? Đấy là câu hỏi cũng rất quan trọng. Vì chúng ta biết tuổi trẻ là một cái giai đoạn đẹp nhất của đời người. Và thường thường là tuổi trẻ là phải đương đầu với cuộc sống khá nhiều. Và không những học tập mà còn công tác, lao động. Nên trong chừng mực nào đó thì thường thường người ta chú ý đến vấn đề chăm sóc sức khỏe. Có lẽ chăm sóc sức đẹp thì nhiều hơn là chăm sóc sức khỏe. Do đó nên cái tần suất tăng áp trước đấy ở người trẻ là chưa được đánh giá cao. Một trong những yếu tố quan trọng đó chính là cái chủ quan của đối tượng trẻ. Đối tượng trẻ vô tư, yêu đời, ham làm việc, ham học tập trong chừng mực nào đó cũng không có thời gian đo được huyết áp mà như chúng ta đã nhắc nhở. Đó là một cái lý do. Rồi thì cái vấn đề nếu mà tăng áp á, mà người trẻ như vậy có đồng nghĩa với là cái nguy cơ tổn thương giống như ở người lớn tuổi hay không? Thì chúng tôi xin thưa là tất cả những cái trường hợp ở trẻ tuổi khi đã bị tăng áp thì đều có tổn thương cơ quan đích, trong đó có tim, mắt, thận, não và mạch máu ngoài biên giống như ở những người lớn tuổi, và thậm chí đôi lúc còn khả năng còn nặng hơn nữa, vì trong hợp đó thường họ đến ở chúng ta ở trong cái giai đoạn đã khá muộn rồi. Thì đó là như vậy, chúng tôi cũng xin thông báo thêm để quý đồng nghiệp, đặc biệt các bạn trẻ, chúng ta cần quan tâm hơn đối với các cái tổn thương này. Và điều này chúng ta thấy rõ hiện nay các cái thông tin trên các cái phương tiện truyền thông là cái tần suất mà cái tỷ lệ đột quỵ cũng vậy, đột quỵ não ngày càng bị trẻ hóa. Và thứ hai nữa, cái đối tượng đột quỵ như chúng ta biết chiếm cái tỷ lệ trên 70-80% là liên quan hoặc do trực tiếp do tăng áp gây ra cả. Thì như vậy đó không phải là con số nhỏ. Rồi gần đây nhất là chúng ta cũng nghe những cái thông tin là các cái bệnh lý về thận mạng cũng xảy ra ở những người trẻ tuổi, nhưng mà trong đó cũng có vai trò của tăng áp. Vì tăng áp khi mà là tổn thương một cái giai đoạn thời gian kéo dài khá lâu thì thường thường nó bắt đầu có tổn thương các cái bệnh lý liên quan đến thận. Vì vậy trong hợp này có thể trả lời câu hỏi của anh chị Kim Thảo, đó là đối với những trường hợp trẻ tuổi thì vấn đề tổn thương và các cái biến chứng cũng tương đương giống như những người lớn, và thậm chí đôi lúc có khả năng nặng hơn. Dạ, sau khi mà nghe chia sẻ của giáo sư thì Kim Thảo cũng thấy là cái bệnh tăng huyết áp á, là vô cùng nguy hiểm và khó lường. Và đôi khi thì chúng ta không có để ý tới căn bệnh này cho tới khi mà nó có những cái biến chứng nguy hiểm thì chúng ta mới phát hiện ra. Và là một người làm trong ngành cũng rất là lâu thì giáo sư có thể nào chia sẻ rõ hơn là có những cái câu chuyện nó rất là đáng tiếc trong cái việc mà chúng ta lơ là tầm soát về tăng huyết áp. Thì cái việc mà tầm soát tăng huyết áp như vậy thì nó vô cùng quan trọng như thế nào? Và hiện tại thì chúng ta có thể tầm soát tăng huyết áp bằng những cái phương pháp nào thưa giáo sư? Đúng như vậy, đối với đối tượng các bạn trẻ mà có thể là chưa được tầm soát lần nào, hoặc là những người mà đã biết mình có khả năng là tăng áp thì cái vấn đề tầm soát của tăng áp hết sức quan trọng. Hoặc là chúng tôi có thể trả lời như thế này, có lẽ hơi sâu vào chuyên môn một chút, nhưng đối với những người mà làm nghề công tác về chăm sóc điều trị bệnh nhân tăng áp thì đối những người trẻ tuổi, riêng đối với người trẻ tuổi thường thường phải đối phó những cái vấn đề quan trọng như sau. Thứ nhất là phải cố gắng tìm cho được cái nguyên nhân của tăng áp, đó là cái quan trọng thứ nhất. Vấn đề tiếp thứ hai nữa là chúng ta phải đánh giá cho được cái tầm soát cho được cái tổn thương các cái cơ quan mà liên quan đến tăng áp như thế nào. Cái này vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa là đâu là cái phương thức điều trị, kể cả dùng thuốc hoặc là thay đổi lối sống là quan trọng đối với đối tượng các bạn trẻ này như thế nào. Và cái thứ tư nữa là cái chiến lược lâu dài đối với các đối tượng trẻ mà bị tăng áp là dưới 40 tuổi cũng rất quan trọng, vì nó liên quan đến cái công ăn việc làm của người ta sẽ còn một thời gian khá lâu. Vì vậy câu hỏi mà nói liên quan đến tâm soát rất quan trọng. Thế thì
Một những cái phương pháp mà tâm soát như chúng ta biết đơn giản nhất mà rẻ tiền nhất, hiệu quả nhất, được thế giới người ta quan tâm, đó chính là đo huyết áp định kỳ, có theo dõi. Thì như vậy cái kỹ thuật đo huyết áp thì chúng ta biết rồi, là một cái kỹ thuật nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà thực sự cũng cả nhiều trường hợp chúng ta thấy là nó chưa được là chuẩn xác lắm. Vì vậy nên Hội Tăng Áp Việt Nam rồi Hội Tăng Áp Thế Giới đều liên kết. Đặc biệt năm nay thì chương trình MMM của chúng tôi đưa ra một cái chương trình mới liên kết với chuỗi các cái nhà thuốc để chúng ta có thể tiến hành tầm soát một cách rộng rãi. Hoặc nói cách khác là chúng ta liên kết giữa bác sĩ với dược sĩ để chung sức vấn đề phòng chống tăng áp. Trước đây người ta quan niệm là cái vấn đề tăng áp là vấn đề dành riêng cho các bác sĩ. Như vậy cái quan niệm nó thay đổi, và cũng phải chúng tôi thay đổi, tự động thay đổi. Mà trên thế giới, tổ chức tăng áp thế giới người ta cũng khuyến cáo chúng ta nên kết hợp với các cái đối tượng như là dược sĩ hoặc là các cái tình nguyện viên để chúng ta có một cái tầm soát tốt hơn. Và đúng như MC Phương Thảo đã nêu, người ta quan tâm. Vì vậy nên khi phát hiện nặng, và một cái câu rất hay là liên quan đến cái biến chứng này, người ta nói là tăng áp là kẻ giết người thầm lặng của thế kỷ 20. 20 tức là đã lâu rồi. Đã lâu rồi. Rồi, trong vậy bây giờ chúng ta qua thế kỷ 21, nhưng mà đã năm 20 người ta đã dọc lên một hồi chuông cảnh báo, đó chính là kẻ giết người thầm lặng. Dạ. Dạ thưa giáo sư, là có một thực tế mà Kim Thảo thấy ở những người bệnh, bản thân Kim Thảo đây cũng vậy, khi mà đo huyết áp là thấy có rất là nhiều chỉ số khác nhau, và mỗi lần như vậy nó cũng thấy khác nhau nữa. Điều này nó cũng thể hiện cái câu chuyện là lúc mình ăn no nó ra một chỉ số khác, rồi lúc mà để cái bụng đói đo thử như thế nào nó cũng ra một chỉ số khác. Và đôi lúc là có những cái ngày mà Kim Thảo lại vừa mới tập thể dục xong, cứ nghĩ là cơ thể mình sẽ mạnh khỏe, mình đo huyết áp thì nó sẽ điều chỉnh được, nó ổn hơn, nhưng mà nó cũng ra một cái chỉ số cũng rất là khác. Và đôi khi có những người bệnh á, họ nói là ở nhà họ đo huyết áp rất bình thường lắm, nhưng mà khi đến bệnh viện mà đo mà thấy bác sĩ tự nhiên cái tăng huyết áp lên, và thấy áo blues trắng mà đi ngang qua là bắt đầu là người nó hồi hộp hẳn. Dạ thưa giáo sư, vậy thì nếu mà cái việc mà đo mà huyết áp như vậy thì chúng ta nên đo lúc nào là chuẩn nhất, và đo bao nhiêu lần thì nó có một cái kết quả đúng nhất ạ? Đây là câu hỏi cũng liên quan đến một trong những cái trọng tâm hiện nay mà Hội Tăng Áp Thế Giới cũng như là Việt Nam chúng ta đang khởi xướng, đó chính là đo huyết áp chính xác. Rồi thì cái đo huyết áp chính xác là một cái điều hết sức quan trọng, vì nếu chúng ta mà chẩn đoán sai thì chắc chắn là điều trị không đúng, và thứ hai là thậm chí đôi lúc nguy hiểm cho bản thân của bệnh nhân, và người bệnh sẽ không được hưởng lợi, và thậm chí là đôi lúc có những tác dụng phụ bất lợi. Và hồi nãy MC Kim Thảo cũng đã nêu một những cái gọi là hình thái của tăng áp, mà tôi gọi là cái phenotype của tăng áp, đó chính là tăng áp vào trong trắng. Thì phải nói đây là một cái cảnh báo rất hay trong cái tăng áp mà có rất là rất là dao động, rất thay đổi trong ngày. Cần một đúng một cái điều cần quan trọng mà cần lưu ý cái đồng nghiệp, đặc biệt là các bản thân các bệnh nhân, họ hay thắc mắc hỏi huyết áp chúng tôi dao động, nhưng nên nhớ rằng cái huyết áp là nó bản thân của nó không phải nó cố định hằng định luôn luôn từ sáng đến chiều là 120-80, không phải. Nó thay đổi tùy theo xúc cảm, tùy theo gắng sức, theo các cái hoạt động hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta xúc động, căng thẳng, lo lắng thì các nó sẽ kích thích vỏ não, nó sẽ tiết ra các cái chất mà liên quan đến cái co mạch, đặc biệt adrenaline, các catecholamine. Vì vậy trường hợp đó huyết áp nó sẽ lên. Nhưng khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta thư giãn thì cái huyết áp nó sẽ giảm xuống tùy theo các cái kích thích tố nó được sự thực ra. Buổi sáng thì chúng ta thấy là khi ngủ dậy thì nó đỡ hơn, tức là nó sẽ giảm vì sau một đêm mà chúng ta được nghỉ ngơi. Và chia ra đến khi chúng ta làm việc thì nó bắt đầu tăng, đến chiều rồi bắt đầu sẽ giảm cho đến khi chúng ta nằm ngủ. Thì như vậy chúng tôi lưu ý nhắc lại một chút về cái sinh lý học của cái huyết áp nó thay đổi tùy theo ngày, tùy theo thời khắc học và tùy theo các cái hoạt động, và nó chịu sự tác động của khá nhiều yếu tố, kể cả khí hậu, kể cả thời tiết. Người ta đã thấy có nhiều trường hợp, có nhiều nơi cái dân số ở trong một cái khu vực ở tại Nhật Bản chỉ cần sau một trận động đất sóng thân huyết áp tự nhiên ở vùng đó nó tăng vọt, là có yếu tố về rất là nhiều mặt. Vì vậy thì để đảm bảo phần này á, thì chúng tôi xin lưu ý như thế này, đó là
Thông thường theo khuyến cáo hiện nay của cái phương pháp đo huyết áp tại nhà thì chúng ta đo huyết áp tương đương là 2 lần. Dạ. Một buổi sáng khi chúng ta ngủ dậy, thức dậy khi sau khi chúng ta xin lỗi đã vệ sinh cơ thể, chưa uống thuốc, chưa dừng điểm tâm. Đấy là, và chúng ta bắt đầu chuẩn bị tư thế để bắt đầu ngày làm việc thì chúng ta ngồi thư giãn, tư thế như chúng tôi đã nêu rất là thoải mái và chúng ta đo huyết áp. Nếu nhớ cái phương pháp mà đo huyết áp mà hiện nay người ta khuyến cáo nhiều nhất đó là chúng ta sử dụng các cái phương pháp mà máy đo huyết áp tự động hoặc bảng tự động, và không nhất thiết cũng không nên để cho người khác đo cho mình mà tự mình đo lại, thì như vậy cái chỉ số nó sẽ được đảm bảo chính xác. Đó, chúng ta sẽ thứ hai nữa là chúng ta đo một buổi, lần thứ hai là trước khi chúng ta đi ngủ. Trước khi chúng ta vào ngủ thì chúng ta đo lần thứ hai. Như vậy chúng ta chỉ cần là đo 2 lần để chúng ta đánh giá là đủ rồi. Có nhiều bệnh nhân cũng có nhiều bà con thì có một cái máy đo huyết áp mới của con cái hoặc anh em bạn bè cho, rất thích, ngày nào cũng đo, thậm chí cứ giờ đo lần và họ thấy chỉ số nhảy rồi. Yeah. Rất là mất tinh thần, nhưng thực sự cũng phải. Chúng ta chỉ cần đo 2 cái thời điểm như vậy là đủ rồi, và đảm bảo cái tư thế, cái vị trí và cái máy đo chuẩn thì chúng ta yên tâm. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư. Và như đề cập ở phần đầu chương trình thì ngày 17 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày tăng huyết áp thế giới. Và từ năm 2017 thì chương trình tháng 5 đo huyết áp được khởi xướng và người dân toàn cầu được đo huyết áp vào tháng 5 để nâng cao gọi là cảnh báo bệnh này. Và Kim Thảo cũng được biết là giáo sư cũng là một trong những nhân tố chính khởi động và phụ trách cái chương trình này tại Việt Nam. Và chương trình tháng 5 đo huyết áp cũng đã nhận được sự quan tâm đông đảo của các bệnh nhân tăng huyết áp cũng như là người nhà. Thì phần nào là thực hiện tốt vai trò là đo huyết áp đúng nè, kiểm soát huyết áp tốt, sống khỏe để kiểm soát bệnh. Thông điệp với vai trò cũng như ý nghĩa của chương trình này thì trong cái việc mà quản lý tăng huyết áp trong cộng đồng là gì? Thì giáo sư có thể nào chia sẻ rõ hơn để khán giả đang xem livestream được hiểu biết thêm không ạ? Vâng, xin cảm ơn MC Kim Thảo và nắm rất kỹ cái nội dung và mục đích, hầu như là nó nói hết cái ý nghĩa của cái chương trình này rồi. Dạ. Yeah. Chúng tôi thì nhấn mạnh thêm là đây là một cái chương trình rất đặc biệt được khởi phát từ năm 2017, và chúng ta phải nói là một trong những quốc gia ở Đông Nam Á duy nhất, nên nhớ là Thái Lan không tham dự được, Campuchia cũng không, và Lào cũng không tham dự, và chỉ có Việt Nam chúng ta kết hợp với các cái nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á, ví dụ như là Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia mà thôi. Thì phải nói đó là một niềm tự hào, và chúng ta đã có trên bản đồ của thế giới về tăng áp, về cái chương trình MMN này rất sớm. Và chúng ta cũng đã đóng góp cho cái kho tàng về cái dịch tễ học cũng như là phòng chống tăng áp. Và một những cái đó là Việt Nam chúng ta, một trong những quốc gia thuộc là duy nhất cả vùng Đông Nam Á đã được cái giải thưởng của tổ chức tăng áp dành cho cái chương trình MMN này. Và cá nhân tôi cũng đã vinh dự được nhận lấy. Thì phải nói rằng cái mục đích của cái chương trình này nó ý nghĩa rất là sâu sắc, nó đánh đồng tất cả người dân. Thực sự không phải là thằng năm đó ạ, con thằng sáu là chúng ta không đo. Không phải là cái ngày chúng ta thấy là ví dụ như ngày 20 tháng 10 sắp đến đây là ngày phụ nữ Việt Nam, như vậy ngày 21 là không phải phụ nữ hay sao? Không phải. Nhưng mà đó là một cái mốc để chúng ta gợi nhớ lại cái vai trò quan trọng của vấn đề đo huyết áp tầm soát ở trong nhân dân. Vì vậy nên qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng cảm ơn tất cả các đơn vị trong toàn quốc, kể cả không những y khoa, y bác sĩ mà kể cả dược sĩ, trong đó có tập đoàn của Long Châu cũng đã tham gia xung phong đầu tiên với cái phân hội của tăng áp Việt Nam, để chúng ta tiến hành một cái chương trình có ý nghĩa, mang tính chất quần chúng, xã hội, góp phần để chúng ta giảm được cái nguy cơ tử vong rất cao của bệnh lý này và cái tần suất của nó. Mặc dù đã được khống chế ở các nước đã phát triển, còn đối với các nước đang phát triển hiện nay vẫn còn chưa được khống chế. Đó là một cái thực tế mà chúng tôi cũng xin thông báo thêm để chúng ta cùng chung vai gắng sức để chúng ta hoàn thành cái vai trò này.
Dạ, và lắng nghe những cái chia sẻ rất là chi tiết của giáo sư như thế này thì cũng thay mặt những cái bệnh nhân tăng huyết áp và cũng như người nhà xin được cảm ơn giáo sư với một cái tâm huyết rất là nhiều về cái chương trình là tháng 5 đo huyết áp tại Việt Nam để góp phần là nâng cao nhận thức dành cho người dân, để người dân biết được cái tầm quan trọng về chúng ta phòng ngừa tăng huyết áp như thế nào. Và như giáo sư chia sẻ là không phải là cái chương trình tháng 5 đo huyết áp diễn ra là chỉ dừng lại ở tháng 5, mà là chúng ta phải theo dõi sức khỏe, đo huyết áp mỗi ngày, mỗi giờ và từng giây phút như thế nào. Thì giáo sư cũng đã chia sẻ ở phần đầu chương trình là thời điểm nào là đúng nhất, là đo bao nhiêu lần à. Và thưa giáo sư, là ngoài cái việc mà đo huyết áp ra thì chúng ta để phòng ngừa tăng huyết áp thì chúng ta còn có những cái lối sống sinh hoạt như thế nào gọi là phù hợp nhất và bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất? Đúng như cô Kim Thảo đã đề xuất cái câu hỏi này á, thì chúng tôi có nếu sơ qua, nhưng mà tại vì nó sâu về chuyên môn nên không giảm nói nhiều, bà con không chế do là nó cứng ngắc, nhưng mà cũng phải nói qua một chút, tại vì cái đối tượng trẻ dưới 40 tuổi tăng áp á, nó rất quan trọng, và không những là vấn đề như chúng ta vừa nêu là vấn đề tầm soát, và đối tượng một đối tượng quan trọng mà chúng ta đừng quên đó là dưới 40 tuổi là cái nhóm tuổi nữ giới chiếm tỷ lệ rất cao. Chúng ta biết tỷ lệ nữ giới hiện nay ở Việt Nam chúng ta cũng 50-50 rồi, tức là 50 nam 50 nữ sắp xỉ, và cái dưới tuổi 40 là lứa tuổi hoạt động về mặt sinh sản sinh đẻ, và chứ đó tăng áp mà ở cái nhóm tuổi mà đang ở sinh sản, đặc biệt là những người có thai hết sức quan trọng. Đó là một trong những cái nguy cơ tử vong rất cao và ảnh hưởng lâu dài. Chúng tôi đã gặp nhiều bệnh nhân rất là trẻ tuổi bị tăng áp sau khi mà có con đầu lòng, rồi đến thứ hai cũng bị như vậy nhưng mà họ không quan tâm, và thứ ba nữa là đến khi họ bị lần thứ ba họ vào lại thì phản ứng tình trạng rất nặng. Thì những cái trường hợp đó đều ở cái lứa tuổi dưới 40. Cái phần đầu chúng tôi chưa nhấn mạnh cái phần này nhiều, nhưng mà qua đó chúng ta thấy cái tại sao bây giờ chúng ta tập trung vào cái đối tượng dưới 40, trong đó đừng quên là cái nhóm tuổi mà cái giới tính là phụ nữ. Về cái biện pháp để chúng ta mà có thể là cải thiện được cái tình trạng tăng áp chung mà ở những người lớn tuổi, thì có lẽ là quý bà con cũng như cái đồng nghiệp các anh chị chúng ta đã nghe khá nhiều trên các phương tiện hiện nay, nhưng mà dưới 40 tuổi thì cái vấn đề nó có khác về thay đổi lối sống, nó khác về cái điều trị, về cái thay đổi lối sống nó khác ở các nước mà gọi là đã phát triển, tức là phương Tây, các nước phương Tây. Thì đối với những từ giữa 40, một những cái yếu tố nguy cơ mà họ quan tâm hiện nay là cái chúng ta thấy là cái lối sống, cái ăn uống, cái tiết thực không lành mạnh. Chỉ một cái tôi lại ví dụ như cái bây giờ người ta quan tâm đến cái ăn thịt đỏ quá nhiều chẳng hạn, thì đó là một những cái người ta quan tâm. Vấn đề thì sử dụng các cái chất kích thích, thậm chí sử dụng ma túy là một trong những cái thành phần có tác động rất lớn của tăng áp ở người trẻ. Rồi thứ ba nữa là các cái loại thuốc nhiều khi vô tình quý mà chúng ta không quan tâm theo dõi, trong đó kể cả những loại thuốc mà chống đau giảm viêm mà không steroid, kể cả thuốc ngừa thai thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đấy là những cái nhóm thuốc nó liên quan đến tuổi trẻ khá nhiều, và không một những cái yếu tố nguy cơ khác truyền thống mà cũng phải nhắc nhở cho đối tượng trẻ khi mà đã bị tăng áp, đó là rượu, cà phê thì cũng không phải là quá nhiều lắm, nhưng mà rượu, thuốc lá là những cái yếu tố quan trọng. Thấy cái luyện tập, cái ít vận động. Ít vận động là một những cái cũng ảnh hưởng khá nhiều, liên quan đến cái rối loạn về chuyển hóa, về béo phì. Mà chúng ta thấy bây giờ cái béo phì nó cũng phải nó xảy ra ở những người già lớn tuổi mà bắt đầu trẻ hóa mà trẻ nhỏ nữa, ngay cả tuổi mà thiếu niên cũng đã bắt đầu là béo phì. Mà đó chính là một cái tiền thân. Bây giờ khẩu hiệu mới nhất của 2014 người ta gọi là tiền đại đường yếu tố của nguy cơ tim mạch của tương lai, hoặc là tăng áp của tương lai của người trẻ là như vậy. Thì như vậy chúng tôi nêu ra một cái số điểm chính, có lẽ chúng ta cũng là được nắm được để chúng ta có cái biện pháp thay đổi, cải thiện. Rồi một cái nữa cũng liên quan đến cái kinh tế xã hội, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng quên, cố gắng giảm được chừng nào đó là cái ăn uống, ăn mặn. Thì phải nói ăn mặn là cái dành cho người lớn tuổi nhiều hơn, trẻ tuổi thì ít hơn, nhưng mà cũng nếu mà người trẻ đã ham thích ăn mặn thì cũng ngay từ bây giờ chúng ta cũng nên giảm
bớt muối ăn mắm quá nhiều đấy, trong cái chế độ ăn hàng ngày để chúng ta giảm được các cái nguy cơ. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của giáo sư ạ. Thưa quý vị, hãy nhớ số đo huyết áp như số tuổi của mình. Đó chính là những thông điệp mà giáo sư Huỳnh Văn Minh cũng như là ban biên tập chương trình muốn gửi đến quý bà con cô bác, mệnh dân và người nhà tăng huyết áp, cách để chúng ta kiểm soát tình trạng tăng huyết áp của mình một cách hiệu quả. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề hiểu đúng để phòng chống tăng huyết áp, quý vị cũng đừng quên gửi những băn khoăn thắc mắc về chương trình ngay tại livestream bằng cách là đặt câu hỏi ngay dưới phần bình luận, gọi đến hotline miễn cước 1800 6928 hoặc là qua hệ thống Zalo của FPT Long Châu quý vị nhé. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được đối thoại trực tiếp với chuyên gia như thế này, nên là Kim Thảo rất mong nhận được sự tương tác nhiệt tình từ quý vị khán giả. Và thông điệp vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của chương trình. Ngay bây giờ thì giáo sư Huỳnh Văn Minh sẽ trực tiếp hướng dẫn cho chúng ta cách đo huyết áp ngay tại trường quay đúng thời điểm, đúng cách và cách đọc chỉ số trên máy huyết áp quý vị nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu một cái trường hợp đo huyết áp cho bệnh nhân. Thì trước khi đo huyết áp cho bệnh nhân, điều quan trọng nhất là chúng ta phải hỏi bệnh nhân trước đây được khoảng 10-15 phút có uống cà phê đậm hay không, có uống trà hay không. Hai nữa là có hút thuốc lá hay không. Đấy, thì đó là những cái điều rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là bắt đầu mình lưu ý cái tư thế để cho người mình ở tư thế thoải mái. Bàn chân thì như vậy đặt sát ở dưới mặt bàn, người dựa vào trong lưng ghế, hai bàn tay thả lỏng và rất hạn chế nói chuyện trong khi mà chúng ta đo. Nhưng mà hôm nay tại vì đấy là một cái buổi trình diễn nên chúng tôi phải trao đổi với bệnh nhân. Thì đây là một cái máy đo huyết áp khá chuẩn và hầu như là tự động hết hoàn toàn, kể cả cái băng quấn. Và băng quấn cũng phù hợp với là cái kích thước của cánh tay. Và trong hợp này thì chúng ta sẽ bắt đầu đo. Rồi chúng ta đưa cái mặt trong hợp này chúng ta phải đưa cái mặt sẽ hiển thị các con số liên quan đến huyết áp về phía cái người đo. Cụ thể bệnh nhân sau này bệnh nhân có thể là tương tác hoặc là muốn xem cái con số thì chúng ta cũng sẽ chia sẻ. Cái điều quan trọng thứ hai, sau khi chúng ta đã chuẩn bị bệnh nhân, quan trọng thứ hai đó là cái đo này chúng ta phải tiến hành là 3 lần theo khuyến cáo của Tổ chức Tăng áp Thế giới. Đây là một điểm mà thường thường nhiều đồng nghiệp cũng như là kể cả bệnh nhân thường thường là quên. Họ chỉ đo xong rồi họ là đặt liền con số. Cái con số đầu tiên nó không phản ánh chính xác và có thể là bị giả tạo do những yếu tố tâm lý vân vân. Vì vậy thường thường người ta đo 2 lần, mỗi lần như vậy cách nhau là 1 phút và lấy 2 chỉ số cùng bình quân. Vậy như vậy chúng ta đo. Thì như vậy cái tư thế đã chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thì đến cái máy đo huyết áp như vậy có một cái nút rất là đơn giản, chúng ta thấy là bắt đầu start và stop, tức là khởi đầu cũng như là kết thúc. Và trên đó chúng ta sẽ có cái mặt hiển thị các cái thông số quan trọng. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành đo lần thứ nhất. Khi mà chúng ta đo như vậy thì lưu ý là chúng ta để cái máy đo hạp cái băng cuộn này á, nó cách cái nếp gấp của khuỷu tay này khoảng 2 đến 3 cm mới đảm bảo. Và cái sức ti của cái băng cuộn này á, nó đè lên cho cái động mạch quay ở cánh tay, ở khuỷu tay. Thì như vậy cái chỉ số nó sẽ có giá trị cao nhất và cũng như là chính xác nhất để chúng ta có thể thực hiện được cái phần này. Thì như vậy bắt đầu đã xuất hiện cái thông số đầu tiên. Thì cái đồng nghiệp và các anh chị có thể thấy đây là cái số systolic, tức là chỉ số gạc tâm thu là 107mm thủy ngân. Và chỉ số tâm trương là diastolic, như vậy là 74mm thủy ngân. Thì ở đây là chỉ số gạc tâm thu và tâm trương. Còn ngược lại thì với những cái máy đo mới hiện nay, người ta còn cho cung cấp chúng ta thêm một cái thông số quan trọng, đó là cái tần số của nhịp tim. Tần số của tim ở trong hợp này là 69 lần một phút. Nhìn chung với các cái thông số này thì chúng ta có thể an tâm nói rằng chỉ số áp và nhịp tim của bệnh nhân ở trong cái giới hạn bình thường hoặc là an toàn. Tuy vậy cũng phải đo tiếp tục theo
quy trình chung là chúng ta sẽ tắt máy, chúng ta đợi một thì trong vòng một phút và sau đó chúng ta lấy đo lại. Đấy, chúng ta giả tưởng đã một phút rồi, chúng tôi sẽ đo lại lần thứ hai sau một phút. Tại sao thì tổ chức y tế thế giới người ta quan tâm đến vấn đề đo 3 lần? Là vì có những cái trường hợp bệnh nhân là cái tâm lý rất quan trọng, nhất là khi họ tiếp xúc với cái áo blues, cho đó nó gọi là cái hiện tượng hoặc là cái hiệu ứng cái áo trong trắng, gọi là white coat effect, do đó nên bệnh nhân họ có thể tâm lý họ hơi xúc cảm xúc động vân vân, thì như vậy huyết áp nó sẽ tăng một cách giả tạo. Nếu mình không chú ý được đó, mình đôi lúc mình sẽ tư vấn hoặc là mình cho thuốc đưa đến những cái bất lợi cho bệnh nhân rất là nhiều. Đây là một điều cũng rất cần thiết để kỳ đồng nghiệp và cả anh chị chúng ta quan tâm. Thì như vậy đã có kết quả lần thứ hai. Như chúng ta thấy ở đây là cái chỉ số trung thu là 108 và 66, và cái tần số tim là 70 lần một phút. Như vậy anh chị thấy là nó bắt đầu giảm xuống đó. Nhưng mà chúng ta cũng chưa an tâm, chúng tôi sẽ tắt máy và chúng ta ghi lại tất cả những cái thông số này. Đối với những cái máy mà hiện đại hoặc là mới gần đây được sản xuất đều có cái bộ nhớ, chúng ta có thể là xem lại, hoặc là nếu chúng ta muốn chắc hơn nữa thì chúng ta để sẵn một cuốn sổ, chúng ta sẽ ghi chép lại các cái thông số, sau đó chúng ta sẽ tính bình quân. Như vậy chúng tôi sẽ đo lần 3 sau khi bệnh nhân đã nghỉ ngơi thư giãn trong một phút, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả như thế nào ở trên cái màn hình của máy đo huyết áp. Cái phương pháp những cái máy đo huyết áp này á, nó có thể là giúp mà chúng ta khá nhiều nữa. Có những cái trường hợp chúng ta thấy cái độ cái huyết áp nó chênh lệch, nhất là cái tần số tim nó chênh lệch khá nhiều, thì những trường hợp đó chúng ta sẽ nghi ngờ từ bệnh nhân họ có cái rối loạn nhịp hay không. Và những cái máy mới hiện đại họ có thể phát hiện luôn cả bệnh nhân có rung nhĩ hay không. Rồi rung nhĩ là một cái biến chứng về cái rối loạn nhịp tim là rất quan trọng. Rồi đó là một những nguy cơ mà sẽ đưa đến cái đột quỵ ở các cái bệnh nhân kể cả trẻ tuổi, chứ không phải nhất thiết phải là người lớn tuổi. Thì kết quả thứ ba chúng ta đã có xuất hiện ở trên màn hình là chỉ số trung thu là 101 và huyết áp trung trương là 70. Như vậy đây là con số gọi là rất là chuẩn, và cái tần số tim này bắt đầu xuất hiện tốt hơn là 69 lần một phút. Thì chúng ta biết cái chỉ số huyết áp mà gọi là tối ưu là chúng ta thấy là dưới 140-90, nhưng mà chưa phải tối ưu lắm, hàng phải cái người đối với những người trẻ như vậy phải là 120-80, như vậy chúng ta gọi là đạt yêu cầu. Còn riêng đối với cái tần số tim ở trong hợp này á, chúng ta thấy là từ 60 cho đến 90 là cũng dạng bình thường. Thì trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta thấy là 70 lần phút, như vậy nằm ở cái tần số tim khá ổn định. Khi vào thì chỉ số nó khá cao, nhưng sau khi đã ổn định quá 3 lần đó thì chúng ta thấy là chỉ số đã bắt đầu trở về bình thường. Vậy chúng ta có thể chấm dứt cái đo huyết áp cho bệnh nhân hôm nay, và cũng thông báo cho bệnh nhân biết là cái kết quả đo huyết áp trên bệnh nhân này rất tốt, kể cả tâm thu, kể cả tâm trương và cái tần số tim đều nằm trong cái giới hạn cho phép. Học nói cách khác là trường hợp này không bị tăng huyết áp. Những người đối với những người không tăng huyết áp như thế này là chúng ta sẽ lưu ý 6 tháng sau hoặc là 1 năm sau, nếu mà có quên nữa thì phải 1 năm sau cũng nên đo lại áp, chứ đừng có chủ quan mình là hôm nay chúng ta không tăng huyết áp thì 1 năm sau, 2 năm sau chúng ta sẽ là không bị, không phải. Mà 1 năm sau chúng ta cần phải kiểm tra, hoặc là nếu chúng ta có điều kiện thì 6 tháng sau chúng ta phải kiểm tra thêm một lần nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Xin được cảm ơn giáo sư vì những hướng dẫn đo huyết áp trực quan sinh động vừa rồi. Và hy vọng với những hướng dẫn của giáo sư thì bà con cô bác, bệnh nhân và người già đã nắm được cách đo huyết áp chuẩn xác. Quý vị khán giả nếu muốn xem lại những tư vấn của giáo sư Huỳnh Văn Minh, hãy theo dõi chúng tôi trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, YouTube quý vị nha. Và mỗi số livestream đều được chia sẻ lại sau khi phát sóng để quý vị có thể tiện theo dõi. Đừng quên là like và follow các fanpage của nhà thuốc Long Châu để được cập nhật thật nhiều thông tin bổ ích nha mọi người. Và Kim Thảo cũng xin phép là
được thông tin thêm rằng với các bệnh nhân tăng huyết áp đang sử dụng thuốc điều trị, nhà thuốc Lâm Châu với hệ thống thuốc tốt, chính hãng, giá niêm yết luôn sẵn sàng phục vụ bà con cô bác, giúp các bệnh nhân đang điều trị các căn bệnh mãn tính như là tăng huyết áp luôn đủ thuốc và luôn được tiếp cận với nhiều thuốc tốt, thuốc thế hệ mới liên tục được cập nhật từ các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới. Đặc biệt là ứng dụng Lâm Châu, chuyên gia thuốc hiện tại đã và đang cập nhật tính năng nhắc uống thuốc, giúp cho bệnh nhân chúng ta dễ dàng ghi nhớ lịch dùng thuốc, từ đó thì giúp quá trình điều trị bệnh được tốt hơn. Ngoài ra thì nếu như quý vị khán giả muốn tham khảo các loại máy hỗ trợ đo huyết áp, nhà thuốc Lâm Châu cũng đang phân phối rất nhiều các loại máy đo hiện đại với nhiều phân khúc, mức giá khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn dựa vào kinh tế, nhu cầu. Và nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề sức khỏe, quý vị khán giả có thể gọi về ngay hotline miễn cước 1800 6928 của nhà thuốc FPT Lâm Châu để được các dược sĩ tư vấn miễn phí quý vị nhé. Và ở phần cuối của chương trình, hãy cùng Kim Thảo giải đáp thật nhiều những băn khoăn thắc mắc mà quý vị khán giả đã dành thời gian tương tác và gửi về chương trình quý vị nhé. Và Kim Thảo xin phép được nhắc lại với chủ đề hiểu đúng để phòng chống tăng huyết áp. Và nếu như quý vị khán giả quan tâm thì hãy gửi câu hỏi về ngay bây giờ. Kim Thảo sẽ chọn ra những câu hỏi và giáo sư Huỳnh Văn Minh ngày hôm nay sẽ trả lời những thắc mắc của quý vị khán giả. Và Kim Thảo xin được phép đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Dạ thưa giáo sư, cho em hỏi người béo phì tiểu đường mang bầu khi mắc bệnh tăng huyết áp cần chú ý những gì ạ? Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên là một cái tình huống cũng là khá phức tạp, vì trên bệnh nhân này là đến một lúc ba cái bệnh lý hoặc là ba yếu tố nguy cơ của tim mạch cùng một lúc, vừa tăng áp vừa đái tháo đường, béo phì và đang có thai nữa. Dạ. Thì như vậy và trên nền tảng của một người có thai như chúng ta thấy là phức tạp. Thì trong trường hợp này bắt buộc bệnh nhân phải cái đầu tiên quan trọng nhất là phải được theo dõi đánh giá định kỳ và chúng ta cần phải liên kết. Không những điều trị về mặt tăng áp mà cần phải kết hợp với các nhà sản phụ khoa để chúng ta có một cái chế độ theo dõi định kỳ lâu dài cho bệnh nhân. Và cái thứ ba nữa, chúng ta cần phải kết hợp với nội tiết để chúng ta có thể đánh giá tốt hơn những cái bệnh lý có thể kèm nữa, đái tháo đường rồi liên quan đến cả tuyến giáp vân vân. Thì như vậy. Còn riêng về góc độ về tăng áp á, thì chúng ta biết khi mà bệnh nhân vừa tăng áp, bệnh nhân đái tháo đường rồi cả là đang có thai thì có nhiều nhóm thuốc hoàn toàn chống chỉ định không thể sử dụng ở trên bệnh nhân này. Mà một trong những cái nhóm mà quan trọng nhất thường thường mà chúng ta thường hay chỉ định đầu tay ở những bệnh nhân tăng áp nói chung đó chính là ức chế hệ RAS, tức là hệ renin angiotensin và aldosterone. Hoặc là cụ thể bao gồm hai nhóm thuốc. Nhóm thuốc thứ nhất là ức chế miễn dịch hoặc là chèn thụ thể angiotensin 2. Thì hai cái nhóm thuốc này là không được hoặc là chống chỉ định sử dụng ở những người phụ nữ có thai và thậm chí cả cho con bú người ta cũng không được cho dùng. Tại vì sao? Vì những cái nghiên cứu ở trên động vật thì thấy có nguy cơ gây quả thai, do đó nên người ta không sử dụng hoặc là ảnh hưởng đến các cái chức năng thần của em bé. Thì về trường hợp này, ở người thì không có thí nghiệm, nhưng mà trên động vật thí nghiệm như vậy không được sử dụng. Đó là cái thứ nhất. Một số nhóm thuốc khác cũng ở người mà phụ nữ có thai, điều trị tăng áp, chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc, tức là các loại lợi tiểu. Đối với lợi tiểu thì có hai cái nhóm lợi tiểu mà lợi tiểu vòng, ví dụ như furosemide chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng được nhưng mà cũng rất cẩn thận vì những cái nhóm này nó thải muối rất là nhiều nên bệnh nhân họ sẽ rất là mệt mỏi, uể oải, phải kèm theo muối kali hoặc là các cái thức ăn mà giàu kali, ví dụ như là trái cây, chuối, cam, quýt vân vân. Còn cái nhóm thuốc thứ hai chúng ta không nên sử dụng nữa là nhóm chiazid này, tức là cái nhóm lợi tiểu mà cũng thải cũng natri và kali. Và cái nhóm thứ ba, người ta cũng rất là hạn chế từ những trường hợp về sức đặc biệt và có chuyên gia tăng áp để là các lợi tiểu mà khá aldosterone. Thì nói tóm lại, ở bệnh nhân mà đã có tăng áp, vừa cả có thai, béo phì như thế này, cái nhóm thuốc được chỉ định có thể điều trị ở trên bệnh nhân này chính là nhóm chèn canxi. Này chúng ta có thể sử dụng ví dụ như amlodipine, chúng ta có thể sử dụng được, có thể nifedipine,
là chúng ta có thể sử dụng được. Cái nhóm thuốc thứ hai được quan tâm, mặc dù tương đối ít, hơi khó kiếm ở tại Việt Nam chúng ta, đó là nhóm thuốc tràng alpha và beta. Cái tên của nhóm thuốc đó chính là labetalol. Labetalol là một cái nhóm thuốc mà chúng ta biết là cái ức chế cả alpha beta rất tốt, nhưng Việt Nam chúng ta không có. Trong trường hợp chúng ta không có labetalol thì chúng ta có thể dùng thay thế bằng nhóm tràng beta metoprolol mà thôi. Thì đó là hai cái nhóm thuốc mà chúng tôi khuyên dùng là tràng canxi, rồi chúng ta kết hợp thêm với là tràng beta như metoprolol. Ngoài ra một cái nhóm thuốc rất là kinh điển, cổ điển, ít dùng trước đây, ít dùng hiện nay, nhưng mà trong trường hợp này khi chúng ta sử dụng hai nhóm thuốc không hiệu quả, tỷ số áp vẫn cao trên 160-100, thì bắt buộc chúng ta cần phải phối hợp thêm nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba đó chính là các loại ức chế thần kinh trung ương, là cái nhóm thuộc là nhóm ức chế alpha, nhóm alpha metindopa, ức chế ở vỏ não tăng làm cái giảm tiết của dopamine. Thì như vậy cái nhóm thuộc này là một cái nhóm thuộc được dùng phổ biến trước đây, nhưng mà với xuất hiện như chúng tôi là nhiều hai cái nhóm đầu thì thường người ta sử dụng hai nhóm đầu trước, và nếu không đáp ứng thì chúng ta sẽ dùng cái nhóm alpha metindopa. Và như vậy tùy theo cái mức độ nặng của chỉ số gặp của bệnh nhân, độ 1, độ 2, hoặc là những cái trường hợp mà kháng tỷ thì chúng ta sẽ điều trị. Và sau cùng chúng ta đừng quên đó là ăn, chế độ ăn rất quan trọng, muối ăn, hạn chế muối, cũng phải tuyệt đối hoàn toàn nhưng mà hạn chế muối. Thậm chí người ta có thể cho phép sử dụng một ít canxi. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân tăng áp, nếu mà phụ nữ có thai, bắt buộc cần phải sàng lọc, thăm khám định kỳ, định giá cái chức năng thận, thử xem bệnh nhân có cái nguy cơ tiền sản giật. Và một cái xét nghiệm rất đơn giản ở trường hợp này, bà con lưu ý đó là phải xét nghiệm nước tiểu 10 thông số để chúng ta đánh giá. Nếu có protein nhiều thì phải hết sức cẩn thận, vì đây là một nguy cơ tiền sản giật của bà mẹ trong thời gian có thai, và nó sẽ đưa đến những cái hội chứng rất nguy hiểm mà chúng ta cần phải đánh giá. Ví dụ như là hội chứng heo. Hội chứng heo là một cái hội chứng nó luôn liên quan đến tổn thương cả gan nữa. Vì vậy chúng ta cần phải xét nghiệm thêm chức năng gan để chúng ta đánh giá, rồi xét nghiệm về đống máu vân vân. Đấy, thì như vậy, nói như vậy thì để quý đồng nghiệp, bệnh nhân, chúng ta đặt câu hỏi đó thì cần phải bám sát thầy thuốc về tim mạch, thầy thuốc về sản phụ khoa, để chúng ta đảm bảo chúng ta có một cái kỳ thai nghén, có một vấn đề sinh đẻ an toàn, mẹ tròn con vuông, để tránh các cái tai biến đáng tiếc. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư ạ. Hy vọng là với những chia sẻ của giáo sư thì khán giả mà đặt câu hỏi cũng giải đáp được băn khoăn thắc mắc của mình. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo sẽ chọn ra một câu hỏi đến từ hệ thống của Zalo nhà thuốc FPT Long Châu. Dạ thưa giáo sư, là chúng ta cần phải xử trí như thế nào nếu như người thân bị tăng huyết áp đột ngột ạ? Nếu mà cái đấy là một cái tình huống mang tính hơi cấp cứu đấy, tức là ví dụ như chúng ta đang sinh hoạt ổn định trong gia đình, nhưng mà bất thần như vậy có một người thân ở trong gia đình, hoặc nói cụ thể ví dụ như là ba mẹ chúng ta chẳng hạn, ông bà chúng ta nhức đầu, chúng ta có sẵn một cái máy đo huyết áp, thì cái động tác đầu tiên là bắt buộc chúng ta cần phải sàng lọc và kiểm tra huyết áp ngay và theo dõi. Nếu mà chỉ số huyết áp cao, thường thường theo các cái phác đồ của chuyên môn hoặc là quốc tế, kể cả việc tăng áp Việt, hồi tăng áp Việt Nam, nếu chúng ta đo lần đầu tiên, đo chuẩn như chúng ta đã hướng dẫn ở phần đầu, mà chỉ số huyết áp đầu tiên mà chỉ cần trên 180/110 thì chúng ta phải nghĩ đó chính là một cái tăng áp, cơn tăng áp hoặc là tăng áp cấp cứu. Và bắt buộc trong hợp này chúng ta cần phải là mời, hoặc là chúng ta sẽ đưa đến chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa tăng áp gần nhất để chúng ta có một cái đánh giá theo dõi để phân biệt cái tăng áp này là một cái tăng áp cấp cứu, tăng áp khẩn trương, hoặc là một cái tăng áp không kiểm soát đối với những người đã có tăng áp. Dạ, và một câu hỏi khác mà chúng tôi nhận được qua phần bình luận của chương trình ạ. Huyết áp cao thì có nên sử dụng cà phê hay không? Tôi sử dụng cà phê xong thì hay bị hoa mắt, chóng mặt, bụng rũng chân tay. Có phải là do cà phê hay không ạ, thưa giáo sư?
Đây là câu hỏi cũng là cũng khá nhiều đồng nghiệp chúng ta đặt ra, không những đặt đối với thầy thuốc mà đặt trên các cái phương tiện truyền thông. Thì hiện nay người ta hiện nay các cái nghiên cứu đã cho thấy rằng cà phê thực sự nếu chúng ta dùng đúng và chế độ số lượng không nhiều, không làm dùng quá mức thì có tác dụng, không phải là tác dụng xấu mà tốt, có thể kích thích chúng ta là cái sảng khoái, và thứ hai nữa là yêu đời hơn, đặc biệt là khi chúng ta uống vào sáng sớm. Nhưng đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân nhất là tăng áp hoặc là có cái nhịp tim nhanh thì chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Nếu bệnh nhân đã thử dùng hoặc là đã dùng nhưng mà cảm thấy khó chịu hoặc hồi hộp nhịp tim nhanh thì chắc chắn trường hợp này không nên dùng. Và những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy nếu anh dùng một cái cà phê, đặc biệt nhất là cà phê hiện nay chúng ta có những cái dạng cà phê mà đậm đặc á, đấy là chúng ta dùng đến trên 4 đến 6 ly cà phê một ngày liên tiếp như vậy thì cái nguy cơ nhịp tim nhanh, thậm chí cả tăng áp cũng rất là cao, nhất là những người đã có cái tiền sử tăng áp thì chúng ta cần phải cân nhắc. Chúng ta đừng quên người ta có một cái tên rất hay, đó là cái hội chứng cà phê, coffee syndrome. Nó dùng cho những người mà đã dùng cà phê quá nhiều. Và này chúng tôi đã thấy cũng đã tiếp nhận một số trường hợp là bà con còn trẻ tuổi lắm, tức là các anh chị thanh thiếu niên ở trong các cái chơi trong các cái con game, sau đó phải đưa vào viện để chúng tôi cấp cứu là vì đã dùng liên tiếp cà phê, uống liên tục đậm đặc như vậy, chỉ trong 2 tiếng hồ uống liên tiếp để chơi game theo dõi các cái chương trình, và sau đó là nhịp tim nó liên quá nhanh, một cơn nhịp nhanh kịch phạt bắt buộc chúng ta cũng phải cấp cứu. Do đó nên tất cả những cái gì mà khi chúng ta làm dùng quá mức đều có những cái tác dụng phụ ngược lại, chúng ta cần phải kiểm tra đánh giá cái thức ăn, cái các cái nhóm mà rất là thông dụng hiện nay, các cái thức uống có phù hợp với bản thân, thích hợp với bệnh tật của mình hay không. Nếu không thì chúng ta nên từ bỏ. Dạ, xin được cảm ơn giáo sư ạ. Và một câu hỏi khác mà chúng tôi nhận được qua Zalo của Long Châu vừa gửi đến chương trình là từ chú Nguyên, 54 tuổi ở Cà Mau ạ. Chú có hỏi như sau là khi đo huyết áp tại nhà thấy ổn định thì tạm ngưng không uống thuốc huyết áp nữa được hay không thưa giáo sư? Phải nói không phải đối với tăng áp, mà hiện nay tình hình hiện nay đối với một cái số bệnh lý khác á, mà nội khoa nội chung, kể cả ví dụ như suy tim, đái tháo đường và liên quan đến tăng áp cũng vậy. Cái tâm lý của người bệnh, bệnh nhân khi thấy trong người tương đối khỏe, thấy dễ chịu hơn, và nhất là đối với áp khi đo thấy chỉ số áp gần như là trở về lại bình thường, thì bệnh nhân nhiều khi cũng không có tham vấn ý kiến của các cái thầy thuốc mà đã tự ngưng thuốc, thì cái điều này nó rất nguy hiểm. Có nhiều loại thuốc khi chúng ta ngưng như vậy nó sẽ có cái tác dụng, tức là tác dụng dồi ngược, gọi là rebound effect. Cái rebound effect này nó khi chúng ta ngưng như vậy nó sẽ tăng vọt lên, nhất là các nhóm thuốc như là ức chế thần kinh giao cảm mà chẳng beta chẳng hạn đó. Do đó nên hết sức cẩn thận khi chúng ta ngưng thuốc đột ngột, và thứ hai nữa đừng chủ quan khi chúng ta đang dùng ổn định mà chúng ta lại ngưng thuốc. Vấn đề là chúng ta sẽ dùng liều lượng như thế nào, và thứ hai nữa dùng bao nhiêu viên phối hợp để chúng ta đánh giá tiếp tục trong thời gian mà thôi. Và cái điều này nó sẽ được quyết định nhờ qua cái thầy thuốc đã đang được theo dõi thăm khám mình, nhất là những cái thầy thuốc chuyên khoa về tim mạch cũng như là tăng áp, để người ta chọn một loại thuốc có thể sử dụng lâu dài cho bệnh nhân. Thì đó là những cái mà chúng tôi xin lưu ý bà con đừng vội ngưng thuốc, đừng từ tiền chúng ta ngưng thuốc, trừ phi những cái loại thuốc đó nó có những cái phản ứng ví dụ như là dị ứng hoặc là những cái phản phụ mà mình nghĩ là do thuốc thì chúng ta có thể tạm ngưng, rồi sau đó chúng ta cũng phải tham vấn các bác sĩ. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của giáo sư ạ. Và kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị muốn nghe lại những tư vấn của giáo sư Huỳnh Văn Minh thì hãy theo dõi chúng tôi trên các nền tảng trên mạng xã hội, chẳng hạn như là Facebook hoặc là YouTube. Cho nên là đừng có quên là like và follow để nhận được nhiều thông tin bổ ích quý vị nha. Và bây giờ thì Kim Thảo xin chọn ra một câu hỏi cuối cùng của chương trình, bởi vì thời lượng livestream cũng đã gần hết rồi ạ. Và câu hỏi cuối cùng của chương trình thì rất là mong được giáo sư giải đáp ạ. Tôi thường xuyên bị đau tức ngực, hồi hộp, tim đập nhanh mạnh thì có làm sao hay không thưa giáo sư?
Có lẽ cái câu hỏi này thì nó hơi ra ngoài phía một chút về về tăng huyết áp. Nhưng mà đó chính là biến chứng. Nhưng mà đó chính là một trong những cái biến chứng của tăng huyết áp. Và đối với những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp đột xuất cảm giác là đau nhói ngực, thì cái đầu tiên của bệnh nhân cũng như người nhà và người thầy thuốc như chúng tôi, cái đầu tiên là cần phải xem bệnh nhân có biến chứng của mạch vành hay không. Và cái động tác đầu tiên, thứ nhất chúng ta cần phải kiểm tra là xem thử huyết áp bệnh nhân có cao không. Nếu chỉ số như chúng tôi nếu là trên 180 trên 110 như vậy, đó là một cái cơn tăng áp, hoặc là tăng áp cấp cứu, hoặc là tăng áp khẩn trương, thì cái nguy cơ mà của mạch vành rất cao. Cái thứ hai, một những cái biến chứng mà chứ đó bà con cũng đừng quên, có nhiều trường hợp mình nghĩ là nhồi máu cơ tim, mình đo điện tâm đồ, mình xét nghiệm các cái chỉ điểm sinh học của tim, nhưng bình thường thì mình là chủ quan, có lẽ là không phải do rối loạn thần kinh tim, hoặc là cơ năng, hoặc là dạ dày trào ngược vân vân, nhưng thực sự không phải. Những cái trường hợp đó phải hết sức cẩn thận. Nếu chỉ số huyết áp rất cao trước đây mà bệnh nhân đau ngực, mặc dù những cái dấu hiệu của mạch vành chưa rõ, đó điện tâm đồ cũng không xác định, thì phải cẩn thận. Một biến chứng hiện nay người ta cũng quan tâm đó là bóc tách của động mạch chủ, bóc tách hoặc là phình tách của động mạch chủ là một biến chứng rất nặng nề của là tăng áp. Nó có thể bệnh nhân có thể đột tử, chỉ cần là đau ngực kéo dài, nếu mình không kiểm soát, không khống chế được cái áp ở các cái đối tượng trên, thì chắc chắn nó sẽ đưa đến những cái biến chứng hết sức thảm khốc. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Minh, chủ tịch hội tăng huyết áp Việt Nam đã giúp cho khán giả livestream hiểu rõ hơn về tăng huyết áp cũng như là cách theo dõi và bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là người nhà. Và kính thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã được lĩnh hội rất nhiều kiến thức y khoa bổ ích với sự truyền đạt rất là dễ hiểu, sinh động đến từ giáo sư. Và hy vọng rằng là những thông tin và lời khuyên từ giáo sư sẽ giúp cho mỗi chúng ta có thêm động lực để thay đổi lối sống, chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân tốt hơn. Và hãy nhớ rằng là sức khỏe của chúng ta trong mấy chục năm sau phụ thuộc vào cách chúng ta sống ngay chính lúc này. Và mỗi bước nhỏ trong việc cải thiện lối sống đều có thể mang lại tác động lớn đối với sức khỏe của chúng ta. Lời khuyên từ giáo sư Huỳnh Văn Minh đó chính là hãy kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và hạn chế stress. Và nếu như mà được chẩn đoán mắc bệnh thì hãy tuân thủ điều trị bệnh tăng huyết áp bằng việc là sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ quý vị nhé. Kim Thảo cũng xin phép được thông tin thêm rằng là với các bệnh nhân tăng huyết áp đang sử dụng thuốc điều trị, nhà thuốc Long Châu với hệ thống thuốc tốt, chính hãng, giá niêm yết luôn sẵn sàng phục vụ bà con cô bác, giúp cho các bệnh nhân đang điều trị các căn bệnh mãn tính như là tăng huyết áp luôn đủ thuốc và luôn được tiếp cận với nhiều thuốc tốt, thuốc thế hệ mới liên tục được cập nhật từ các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới, đặc biệt là ứng dụng Long Châu. Chuyên gia thuốc hiện tại đã và đang cập nhật tính năng nhắc uống thuốc, giúp cho bệnh nhân chúng ta dễ dàng ghi nhớ lịch dùng thuốc, từ đó thì giúp quá trình điều trị bệnh được tốt hơn. Ngoài ra là nếu như quý vị khán giả mà muốn tham khảo các loại máy hỗ trợ đo huyết áp, nhà thuốc Long Châu cũng đang phân phối rất nhiều các loại máy đo hiện đại với nhiều phân khúc, mức giá khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn dựa vào kinh tế và nhu cầu. Và nếu như mà còn bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề này, quý vị có thể để lại số điện thoại ngay tại comment này hoặc là gọi đến hotline 1800-6928 miễn cước để được các dược sĩ trực tiếp tư vấn. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo cũng như là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số livestream tiếp theo ạ.